Xin chào tất cả các anh em càng rủ đam mê cá từ mình Tổ quốc. Hôm nay em lên cho anh em một clip gồm 15.000 con anh em, 15.000 con là 15.000 con hàng tiễn, tất cả đều là hàng phen lá hết nha anh em. Hàng chi cho anh em cảm giác đến lần xe câu lô. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng chứ thanh toán, nếu hàng nổi một con nhóm bếp lên á thì em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em, tất cả đều là hàng phen lá, có một số cây nội địa luôn nha anh em. Đó. Hàng này lô này thì tiễn về. Rồi, đem vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Thứ nhất mình tham khảo thì cây thứ nhất em lên cho người là một cây dòng Ryobi nha anh em. Dòng Ryobi thì cây này dài 1m8 nha anh em, dài 1m8. Thì cây này được sản xuất tại Hàn Quốc nha mọi người, hàng Korea. Sách đầy đủ nha anh em, sách vở đầy đủ luôn, túi luôn. Thì cây này dài 1m8, đọt là 2 ly, gốc là 19.7, hai khúc thu gọn 95cm. Nặng là 190g, độ cứng ra tầm khoảng 50-80 nha nè, độ cứng ra tầm 80, độ cứng khắc đó. Quân hợp nha mọi người, cần nhìn rất là ok cho anh em, cần phen lá cắn mớp, cần không có xước xác trên trên nè, cặp bò sẵn lên nè, anh em thấy bát là bát phu si phen tem hoàng nha nè, gòn luôn. Hàng này chia cho anh em trên ghe bè trên thuyền lên biển, rất là đẹp nha anh em, phen lá ok hết nha, không bị muối ăn nha, mô hình ok nha mọi người đó. Dài chỉ 1m8 thôi nha. Đây hàng Korea xuất nhập, xuất xác tí nha anh em, tem sức đầy đủ, mã code đầy đủ. Rồi cây thứ nhất, cây thứ nhất giá là 1.400.000 nha mọi người đó, cây thứ nhất giá 1.400.000. Tiếp theo cây số 2, cây số 2 em lên cho mọi người là một cây cần Holy Potion, cây này của Hàn Quốc xuất nhập nha mọi người đó, tin filler đó. Cần còn này, cây này còn rất là mới nha mọi người, anh em hàng Korea xuất nhập đó. Cần còn rất là mới luôn, cán này con mút nó được còn miếng cao su còn bao rồi nha anh em, thì anh em biết độ mới nữa rồi. Đó, bát là bát Fuji vàng, gòn luôn nha anh em, tem vàng. Đó, nguyên bộ phen Fuji, phen lá hết nha mọi người. Đó, chất liệu là chất liệu carbon. Đó. Rất là đẹp nha anh em, bu là bu Fuji chống sắn luôn nha, nguyên bộ phen, không độ chế hết nha. Đó, Fuji nha mọi người. Rồi cây số 2, cây số 2 đọt 2 ly 5, nặng là 240g, cây này cứng 30 nha anh em, cứng 30 và 21. Thì cây này chuyên cho anh em đánh tra đánh chép cho lăng xê, anh em có thể lấy đi lô cũng được, lô lóc cũng rất là ok anh em. Rồi cây số 2 giá công khai 1.300.000 nha mọi người. Tiếp theo cây số 3, cây số 3 em lên cho người là một dòng cần nội địa của Shimano đó, phèn lá nha anh em, Shimano phèn lá anh em, nguyên bộ phen ok chứ nha anh em, phen muốn lưỡng nè đó. Đây cây này có xuất sắc tí nè, bát là bát Shimano đời cao anh em, Fuji phen là phen Fuji đó. Đây, cái này cân mốt như nè, cái này về anh em chịu khó lấy xà bông trà giúp em nha. Đây, này xuất sắc tí tí nè, bô là bô trong sáng nha anh em. Phen là phen lá nha anh em, phen cắt mới nha đó, không có bị mối ăn mòn, chân bô bô trong sáng nha mọi người, bô trong sáng bô Fuji đó. Hàng nguyên xin nguyên kiện ok nha anh em, cây này xuất sắc một tí, hàng Shimano, cây này độ cứng 50 nha anh em, dài 2m4, cứng 50. Đó, cứng 50 thì nó chạy dài tầm khoảng 50-80 nha nè, phen lá lên rất là cứng nha nè, cảm giác nữa. Rồi cây số 3, cây số 3 dài 2m4, cứng 50, đọt 2 ly 1, nặng là 255g, giá công khai là 1.500.000 nha nè. Cây số 3 giá công khai là 1.500.000. Tiếp theo cây số 4, cây số 4 ra cho người làm quẩn một dòng cần của Ryobi nha anh em, cây Ryobi
phen vẫn là phen lá nha mọi người, phen lá cán là cán mút, bát là bát Fuji tam hoàng, bát gòn luôn nha anh em, bát rất là đẹp luôn. Cái này hàng Korea xuất Nhật nha mọi người, đó. Dòng DOB đây, trung hạn với cây số 1, phen vẫn là phen lá anh em, phen lá nguyên bộ phen lá luôn. Đó. Cái này dài 2m4, độ cứng H, độ cứng ra tập khoảng 80 nha anh em. Từ cứng giờ tập khoảng 80. Hàng này chia cho anh em sân hàng đánh ghe, thuyền bè, câu chép, câu cá tra. Anh em có thể lấy đi lô cũng được. Lô dạng này thì anh em lô nó lóc gần này. Nè, mã có đầy đủ nha. Cây này là hàng Korea xuất Nhật. Keo ok cho anh em, fan ok đẹp nè. Đó. Chịu khó quay cận cảnh cho anh em xem. Cái này 2m4, độ cứng 80. Dài là đọt là 2 ly 2, nặng là 230 g, giá công khai là 1,5 triệu nha anh em. Đó. Cây số 4 giá công khai 1,5 triệu. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 lên cho mọi người một dòng cần của Daiwa anh em. Đó. Cần mút nhất là đẹp nha anh em. Đó, cây này đẹp. Bass là bass Fuji nè, cây này thực sự là thiếu cái hộp thôi anh em. Đó, phen là phen lá, phen Fuji. Đẹp nha mọi người. Dòng này dòng Misaki, hàng của Daiwa anh em, Misaki hàng Daiwa. Cái này cứng 30 và 2m4 nha anh em, cứng 30 và 2m4. Đó. Anh em hàng Daiwa. Càng rất là đẹp luôn. Đó. Đẹp không chỗ chê được. Anh em hàng này của hàng Korea xuất Nhật cho mọi người. Đó. Mã có đầy đủ đây. Cán mốt ok hết, không lỗi lầm, ngoại hình rất là ok đẹp anh em. Cứng 30, cứng 30 dạng này về anh em đánh lăng xê, đánh lăng xê khỏi chơi. Thì cái này dài 1m9, cái này đọt là 1 ly 9, nặng là 195 g, giá công khai 1,3 triệu anh em. Cây số 5 giá 1,3 triệu. Tiếp theo cây số 6 nha mọi người. Cây số 6 là một hồng vàng dạng cần hệ như thế này, hàng của Daiwa. Đây nè, cái này Daiwa. Đặc biệt là cái này hàng nội địa nha anh em. Đó, Mercedes-Benz. Rất là hiếm mới thấy một cây anh em. Đó. Lâu lắm mới thấy một cây hàng Mercedes-Benz của Daiwa. Đa phần hàng của Hàn Quốc, không thôi hàng của Taiwan xuất không à. Đó. Lâu lắm mới thấy một cây nội địa. Được cái nội địa này là phen lá nữa chứ. Độ mới cực kỳ cao luôn. Đó. Thật sự thì nó chỉ thiếu cái hộp thôi. Đó. Bát là bát Daiwa nè, bát Daiwa. Thì cái này dòng Holy Lock. Phôi hắc xích, phôi đời cao, cứng 30 và 27 nha anh em. Cứng 30 nha, hàng nội địa nó ra tầm khoảng đón tầm khoảng 50. Anh em. Thằng sơn kim tuyến này rất là đẹp luôn. Chất liệu carbon trắng sáng như nè, anh em thấy. Phen này phen lá như nè, phen lá, bộ phen cực kỳ mới nè, mới tin luôn á. Ngăn ngon cực kỳ đẹp nha mọi người. Sơ kỹ với anh em, quay vòng dọc sơ kỹ với anh em nè. Cán là cán mút. Sơn ánh bạc cho anh em, sơn ánh bạc. Ok hết cho mọi người. Đó. Thì cây này dài là dài 2m7, độ cứng 30, độ cứng 30-50. Đọt là 2 ly 1, nặng là 295 g. Giá công khai 1,7 triệu nha anh em. Giá công khai 1,7 triệu. Cái này về cho anh em đánh lăng xê, cha chép. Con giặt bờ biển, con lua. Em lấy lua gần cũng được, lua gần lua lóc. Rồi, cây số 6 giá 1,7 triệu nha anh em. Tiếp theo là cây số 7. Cây số 7 em lên cho người là một cái dòng cần của UB cho anh em. Dòng cần UB. Đó. Vẫn là một cây phen lá nè, phen lá. Anh em, UB. Bát là bát Fuji Gold. Phen là phen lá Fuji anh em. Phen lá là lỗi xích hết cho mọi người. Đó. Lỗi xích hết. Cây này dài 3m3 nha anh em, dài 3m3 hàng UB.
dạng cần này, dạng cần dịu anh em. À, cây này là một cây dạng nó dịu. À, bô là bô chống sắn anh em. Đó. Cần đẹp nha mọi người. Hàng này Hàn Quốc, còn ghi xuất Nhật nha mọi người. Mã code xuất tem đầy đủ đây. Đó. Không chạy đâu hết. Dạng này cứng ra tập khoảng 50 anh em, cứng 50. Đó. Rất là dịu luôn. Đó. Có thể công hình chữ C được luôn. Hàng này về trên đánh cảm giác anh em, đánh cảm giác, đánh trà, đánh chép nha. Đó. Cây này chiên trên chim chép rồi. Đó, câu chép. Câu chép nhiều chép là bao phê luôn nha mọi người. Đó. Thì cái này nặng là 315 g, đọt là 2 ly 2. Độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi nha anh em, độ cứng ra tầm khoảng 50 thôi. Đó, dài 3m3. Hàng của anh em lắng đến lần C, câu chép. À, lua gần. Đó, câu lua cũng được. Rồi, cây số 7. Cây số 7 giá công khai là 1,5 triệu nha anh em. Đó, giá công khai 1,5 triệu. Rồi, tiếp theo lên cho người cây số 8 nha anh em. Đó, cây số 8 nó coi cộng rất là độc luôn. Đó. Cây số 8 là một cây cặn của Mamisa nha anh em. Đó, hàng của Mamisa. À, cây này cứng 50 dài 3m nha anh em, cứng 50 dài 3m. Cây này rất là độc luôn, để em giới thiệu cho anh em. Cây này của Mamisa mà có sức đầy đủ nha anh em. Đó. Đây nè. Cây này thì nó có bộ một bộ số fan là fan shit hết nha anh em. Đây nè, thấy rõ không? Đó, nhìn xa thì cây này có một bộ fan bóm nó xen kẽ với loại bộ fan của fan lá anh em. Đó. Nè, đó, phần trên đây là phân lá nè, phần đọt là phân lá. Đó, phân lá mà phân lá chân đen nữa chứ. Mới ác. Phân này rất là hiếm nha anh em. Đó, chỉ có hồi đó giờ em chỉ thấy nó với gamma có thôi. Đó. Bu là bu đen luôn nha anh em, bu đen phân lá luôn. À, bình dị lắm luôn nè anh em. Phân lá nha mọi người. Đây, phân chân bóm đây. Đó. Phen xít nha mọi người, hàng Fuji hết nha. Đó. Rất là độc anh em đi, cái xích xác để tì nha anh em. Đó. Không có xích xác nữa, dính keo anh em. Anh em nhìn lỗ xít là anh em biết liền. À, cán này cán bằng, nó còn miếng bao nhiêu lông bao đây. Đó, như lông bao. Cán dưới cũng được vậy. Đó. Càng rất là ok nha anh em. Đó. Cây này cứng 50 dài 3m. Đó, dạng này là dạng cần carbon pha anh em, đó, dạng pha nha. Đó. Nên độ dịu rất là cao đây, đó. Về cho anh em đánh cảm giác nha. Câu tra chép, câu lăn C. Cây này đánh lăn C đánh chép thì khỏi miếng bàn rồi, đó. Thì cái này nặng là 400 g, đọt là 3,8 ly. Giá công khai là 1,6 triệu anh em, đó. Cây số 8 1,6 triệu, cứng 50 dài 3m. Đó. Tiếp theo cây số 9. Cây số 9 em lên cho mọi người là một dàn cần, một dòng cần của hàng Rod. Đó, cây này hàng của hàng sợi thủy tinh nha anh em. Đó, cây này chất liệu sợi thủy tinh. Đó. Cần carbon thì nó carbon sợi tinh, nó sợi thủy tinh, hàng pha nó pha luôn. Được cái là độ mới cái này rất là cao anh em, hàng này em lấy hàng trưng bày nha. Rất là mới luôn. Khỏi bàn. Cây này dài 3m, cứng 30 nha anh em, dài 3m, cứng 30, đủ nguyên bộ phen lá. Phôi là phôi sợi thủy tinh. Đó. Bộ trong sẵn luôn. Keo chỉ còn rất là mới anh em. Hàng này giống như hàng chưa qua sử dụng luôn nha anh em. Đó. Bát là bát Fuji tam hoàng nè. Phôi ok hết nha mọi người. Hàng này về cho anh em đánh xe, đánh tra, đánh chép nha. Đó, câu giặt bờ biển, câu lua. Đó. Cây 3 khúc như nè, 3 khúc 3m, cứng 30. Đó. Phen ok hết nha nè, còn rất là mở luôn. Phôi sợi thủy tinh nha. Đó. Thì cái này đọt là 3 ly 3. Đó. Nặng là 440 g. Giá công khai là 1,3 triệu nha nè. Đó. Cây số 9 giá công khai 1,3 triệu. Tiếp theo cây số 10. Cây số 10 em lên cho người quẳng là một cây cần phân lá. Đó. Cây này là hàng của Romet, hàng của Korea xuất Nhật nha mọi người.
hàng Korea xuất Nhật. Độ mới cái này cũng rất là cao anh em. Đó. Độ mới là 95%. Không có xước gì nhiều hết luôn. Cái này cứng 30 dài 3 m cho anh em, cứng 30 dài 3 m. Cái này chất liệu carbon nè, super carbon gold nè. Đó. Siêu carbon. Phần lá buộc trong sẵn. Các kiểu gà đẻo luôn. Rất là đẹp nha anh em. Nguyên bộ phen. Lâu này lâu tỉnh về thì anh em hỏi bạn rồi chắc ngoại hình ok hết nha mọi người. Phen này chỉ rất là ok nha anh em. Thì cái này dài 3 mét, cứng 30. Đọt là 2.3 ly, nặng là 300 gram, giá công khai 1.4 triệu nha anh em. Đó, cây số 10 giá 1.4 triệu, hàng cho anh em đánh tra đánh chép câu lăng xê nha. Đó, câu lua đánh giặc về biển. Tiếp theo là cây số 11. Cây số 11 em lên cho mọi người là một dòng cần của Mate. Đó, Mate đây nè. Hàng này hàng cũng có Hàn Quốc xuất nhập nha anh em. Cần còn rất là ok nè. Phôi chất liệu các nhiều carbon nha anh em, chất liệu carbon. Cục này là cục nguyên cục kim loại anh em, cục này là cục đối trọng nha. Đó. Phen bát là bát Fuji anh em, bát là bát Fuji. Đây miếng này cái này cắn bằng anh em. Cái này miếng ni lông còn anh em, chưa tháo nó luôn. Đó. Cái này cứng 30 dài 3m3 nha anh em, cứng 30 dài 3m3, chất liệu carbon. Nguyên bộ phen lá luôn. Đó. Hàng này vẫn hàng chi anh em, tra đánh chép cho anh em, tra chép con đăng xe. Câu lua đánh giặt bờ biển. Đánh canh phen lá anh em lên cá cực kỳ cảm giác luôn, nó ôm hết cây cần luôn nha anh em. Đó, nên giá nó sẽ cao hơn một tí so với phen thường. Rồi, cây số 11. Cây số 11 dài 3m3, cứng 30. Đọt là 2.1 ly, nặng là 400 gram. Nặng nguyên cái gốc này anh em, gốc này nó có cục đối trọng nè, gốc. Thì cây số 11 giá công khai là 1.5 triệu nha anh em. Tiếp theo cây số 12. Cây số 13. Cây số 12, 13 là một cặp nha anh em, cùng thông số, cùng chiều dài luôn, độ mới như nhau. Đó. Anh em, cây số 12 đây. Đó. Cây số 12 em đã cho mọi người là một dòng cần của Daiwa anh em, hàng Daiwa. Thì cây này giống như thuộc dạng hàng trưng bày à. Cực kỳ mới nè, Daiwa Holylock nè. Đó, cây này của hàng Daiwa xuất nhập nha. Đó. Cán là cán mút, còn cực kỳ mới anh em, phôi phôi sắn anh em trong clip có thấy. Đó. Rồi mà cầm tay luôn mọi người. Sắn thế này nè. Rất là mới anh em. Đó, tất cả đầu nổi đều rất là mới, chưa bị oxy hóa luôn, phen cũng rất là ok luôn nha anh em. Đó, cái này lấy tại cửa hàng về cho anh em. Rất là mới nha anh em. Thì cây này độ cứng là 30, dài 3m3. Đó, cứng 30, dài 3m3. Phôi là phôi HZ nha anh em. Cứng 30, dài 3m3, phôi HZ. Rất là mới luôn. Đó. Tập quan sẵn nha anh em. Bát là bát tay qua đời cao nha anh em. Đó. Hàng có tay qua xuất nhật đây nè, mà có sức đầy đủ nha. Đó. Hàng này quẳng hàng trên chiên cho anh em đánh tra đánh chép con xe nha anh em. Đó. Rồi. Cây số 12 dài 3m3, cứng 30. Đúng ta. Dài 3m3 cứng 30, đúng rồi. Đó, đọt là 1.9 ly. Nặng là 250 gram, giá công khai 1.6 triệu nha anh em. Đó. Cây số 12 giá công khai 1.6 triệu. Cây số 13 cũng vậy luôn nha anh em. Cây số 13 cũng vậy luôn, rất là mới luôn nha mọi người. Hai cây như nhau à. Không có hơn thua tí nào chứ. Mới như nhau luôn. Đó. Hàng vẫn là hàng phôi HZ dài 3m3. Đó. Cứng 30. Đó, hàng này về anh em đánh nguyên cặp nè, để nguyên cặp đánh. Rất là đẹp nha anh em. Phen lá này phen xít hết nha mọi người.
Thì cây số 13 quán vậy, dài 3m3, cứng 30, đọt 1 ly 9, nặng 250g. Giá công khai vẫn là 1,6 triệu nha anh em. Đó. Rồi. Là ba cây cuối cùng. Em lên cây số 14 cho mọi người nha. Đó, cây số 14 vẫn là một cây phiên lá. Cây này vẫn là một dòng của Daiwa Holylock nha anh em. Đây qua hàng của Taiwan xuất nhật nha anh em. Thì cây này nó dài hơn cây hai cây kia một tí, cây này dài 3m6 nha anh em. Đó. À, hàng vẫn là hàng Daiwa, chất liệu vẫn là carbon sẵn đấy anh em. Nói chung hãng với hai cây 11, 12, 13. Đó. Ok hết nha mọi người. Đó. Nè, hàng vẫn là hàng Taiwan xuất nhập nha anh em. Đó. Bát vẫn là bát đời cao. Bát đời qua. Đẹp nha mọi người, mọi thứ ok hết. Đang ok nha mọi người. Thì cái này cứng 30, dài 3m6 nha mọi người, cứng 30 dài 3m6. Đọt là 1 ly 7. Nặng là 270g, giá công khai 1,6 triệu luôn nha mọi người. Đó. Cây số 14 giá công khai 1,6 triệu. Tiếp theo cây số 15, một cây nội địa. Cây số 15 em lên cho người là một dòng cần của Yamakasu. Đây nè. Yamakasu, dòng này thì quá nổi tiếng cho anh em này. Hàng này anh em săn rất là nhiều đây. Dòng Yamakasu nha anh em. Dạng cần này mà mới ở bên Nhật nó ra tầm khoảng 10 mấy triệu từ Việt Nam đó anh em. Yamakasu rất là mới nha mọi người. Đây nè, cái này nó bị dính muối một tí đây. Sao em nói vậy thôi, tất cả đều ok hết. Đầu nói cũng bị oxy hóa tí nè. Cái này cứng 30 dài 3m6 nè, cứng 30 dài 3m6. Rồi, hình ok nha mọi người. Sơn thì ok hết nha mọi người, không bong chóc gì hết đâu. Bát cũng là bát cực kỳ chắc nha anh em. Yamakasu. Sơn cũng ok hết nha mọi người. Không lỗi lầm gì hết. Thì cây này sủ vàng phen là vàng phen lá trần đen. Vàng phen rất là hiếm luôn. Lá xít luôn. Cực kỳ hiếm luôn. Cái này bị oxy hóa một tí nè. Phen đời 3 đây. Đây. Cây này là một cây số 15. Cây số 15 dài 3m6 cứng 30. Dài 3m6 cứng 30. Đọt 2 ly. Giá công khai là 300. Giá công khai là 3,2 triệu anh em. Cây số 15 giá công khai là 3,2 triệu. Đó. Một dòng cần Yamakasu, hàng nội địa, hàng về chuyên cho anh em đánh chơi, đánh cha, đánh chép, cầu lần xe, đánh đua gần, rất là ok anh em. Rồi, tiếp theo em lên cho mọi người là một dòng cần cuối cùng, cái này là một cây cần của Ryobi. Ryobi, hàng này hàng hệ cho anh em, hàng hệ luôn, chuẩn hệ luôn, nhìn cái giá đó là xỉu liền luôn. Đó. Thì cây này dài 3m3, 3 khúc. Thu gọn 116 cm, nặng là 405g, đọt là 2 ly 5, góc là 19.5, độ cứng ra tầm khoảng 50-80 nha nè. Giá nó bán tại Nhật ra tầm khoảng 73.000 yên, ra tầm khoảng đâu đó 15 triệu từ Việt Nam. Phun hộp nha nè, nhìn cái hộp rất là chắc đây, sách hướng dẫn còn luôn. Đưa cho anh em xem cái phôi của nó, sao nó bán tại Nhật nó mất tiền như vậy. Đây nè, đó, phôi là phôi carbon sẵn, sẵn cái này thì em không biết là mấy da nữa. Hàng xe ben luôn nha anh em, hàng xe ben. Đây nè, sẵn cái này thì em không biết nó sẽ là mấy da luôn á. Sẵn tới đầu ngọn nha anh em. À.
con sắn mà nó sắn nổi quăng luôn rồi chéo chéo ít từ lâm chân đây nè, thấy thấy nè đó. Để đây anh em thấy rõ nè đó. Phen nguyên bộ phen lá nữa chứ dị má này đánh là khỏi sợ đung hàng luôn, đỉnh hơn cây cama nãy nữa. Nào, lâu lắm mới về được một cây giống thế này nha anh em. À, phôi cực kỳ đẹp luôn. À. À, bát là bát thản nha anh em, bát thản của Nghiêu Vi, hàng nội địa. Nè, Japan. Rồi, cây số 16, cây cuối cùng, giá công khai khoảng là 3,2 triệu anh em. Rồi, đó tổng cộng 16 cái căn em lên cho anh em hôm nay, nếu em ưng cái nào chốt đem số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.